Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bầu cử Quốc hội xong, ai sẽ định đoạt số phận Trương Hòa Bình. Chính phủ đã được Quốc hội khóa 14 bầu xong, tuy nhiên với Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ còn phải làm một đợt bầu cử nữa dành cho chính phủ mới được bầu bởi kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14. Ông Nguyễn Xuân Phúc lại được Quốc hội khóa 15 bầu chức chủ tịch lại, rồi ông Nguyễn Xuân Phúc cũng diễn lại vở kịch giới thiệu ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng cho Quốc hội khóa 15 bầu. Tất cả đều diễn ra theo đúng vở kịch cũ, tuy nhiên vấn đề là chính phủ của ông Phạm Minh Chính đang bị vướng vì một người, đó là ông Trương Hòa Bình. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình, cái gai khó nhổ của Phạm Minh Chính. Trường hợp Trương Hòa Bình đã được nhiều ngòi bút các báo nước ngoài nhắc đến vì xưa đến nay chưa hề có. Ông Bình đang là một chí phèo, bị tước bỏ Ủy viên Trung ương Đảng lẫn Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông ta vẫn bám vào chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực mà chưa ai kéo ông ta ra ngoài cho được. Cũng không hiểu vì sao ông Phạm Minh Chính lại chưa loại ông này ra khỏi chức Phó Thủ tướng Thường trực. Thực tế, ông Trương Hòa Bình không thuộc phe ông Phạm Minh Chính. Ông Trương Hòa Bình là người của phe Tư Sàng và đang được hậu thuẫn bởi ông Nguyễn Phú Trọng. Việc giữ lại ông Bình là ghế Thủ tướng, Phó Thủ tướng ắt hẳn không phải là ý của ông Phạm Minh Chính. Theo một số nguồn tin chia sẻ cho biết, ông Phạm Minh Chính đã nhượng bộ liên minh sang trọng ngay tại hội nghị Trung ương 2, điều đó dẫn tới số phận chính trị Trương Hòa Bình vẫn chưa kết thúc. Cuộc ngã giá hội nghị Trung ương 2 được một số người cho rằng ông Trương Hòa Bình cố bám lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực, đến tháng 7 này thì ông ta sẽ tự rút. Không biết thông tin này có đúng hay không, tuy nhiên nếu không có áp lực đủ mạnh thì khó có chuyện ông Trương Hòa Bình rút ra khỏi vị trí quyền lực này. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, ai cũng tham quyền cố vị, không ai muốn tự rút lui khỏi chiếc ghế mà mình đang có, vì đi kèm với nó là rất nhiều bổng lộc kèm theo. Mà đặc biệt người được sự hậu thuẫn bởi ông Nguyễn Phú Trọng như trường hợp của ông Trương Hòa Bình. Và nếu không loại bỏ được Trương Hòa Bình, Phạm Minh Chính sẽ rất khó làm việc. Trong chính phủ, Phạm Minh Chính đã liên kết khá chặt chẽ với Nguyễn Thành Nghị và Lê Văn Thành. Nguyễn Thành Nghị là con ông Nguyễn Tấn Dũng, cả ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Phú Trọng đều không ưa ông Nghị. Vậy mà giờ đây, đang ở trong chính phủ, còn có người của phe ông Sang, ông Trọng ngồi lại ở chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực, thì không thể nào ông Nguyễn Tấn Dũng không lo. Còn với ông Lê Văn Thành, người đã bị ông Nguyễn Phú Trọng đưa ông Trần Lưu Quang về Hải Phòng, bới móc những chuyện thâm cung bí sử của ông Thành, rồi giờ thêm một Phó Thủ tướng Thường trực thuộc phe ông Trọng giám sát, thì ông Lê Văn Thành không thể nào cảm thấy dễ chịu được. Nói chung, đối với Phạm Minh Chính, Nguyễn Thanh Nghị hay Lê Văn Thành, thì Trương Hòa Bình là cái gai cần phải nhổ, nhưng không hề dễ dàng. Thực ra, việc ông Trương Hòa Bình xin ngồi lại đến tháng 7 chỉ là cái cớ để được ngồi lại. Nhưng ngồi lại được thì không đời nào ông Trương Hòa Bình chịu đi cả. Vì vậy, sau bầu cử thì đến kỳ họp, Hội nghị Trung ương 3 sẽ là chuyện nhân sự chính phủ hợp lại bàn với chuyện ông Trương Hòa Bình đi hay ở. Đây là một bài toán khó nan giải đối với ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính dường như sẽ khó làm việc hơn nếu không loại được ông Trương Hòa Bình. Thế lực của ông Trương Tấn Sang giờ đã rất suy yếu, chỉ còn cậy nhờ vào ông Trương Hòa Bình. Vậy nên ông Tư Sang sẽ tìm mọi cách cho Trương Hòa Bình ngồi lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực, bất chấp ông Trương Hòa Bình không có Ủy viên Bộ Chính trị. Tất cả điều đó có thể xé rào vì chính ông Nguyễn Phú Trọng đã nêu gương xé rào điều đó. Ông đã nhận nhiệm kỳ thứ 3 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù trong điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam nghiêm cấm điều này. Nếu ông Phạm Minh Chính không đủ mạnh để đẩy ông Trương Hòa Bình ở Hội nghị Trung ương 2, thì đến Hội nghị Trung ương 3 sắp tới, ông Chính khó mà tập hợp đủ sức mạnh để loại Trương Hòa Bình cho được. Trương Hòa Bình không còn là Ủy viên Bộ Chính trị và cũng không còn là Ủy viên Trung ương Đảng. Về lý mà nói, ông Bình không đủ sức chống lại ông Phạm Minh Chính. Ông Bình hiện nay không có sức mạnh riêng của ông, mà chỉ là sức mạnh dựa dẫm vào người khác. Và câu hỏi đặt ra là cơ hội cho Phạm Minh Chính loại Trương Hòa Bình đang ở đâu? Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 dự kiến là vào tháng 7, thì bắt đầu bước vào trước kỳ họp Quốc hội là Hội nghị Trung ương 3 khóa 13 phải bàn về nhân sự chính phủ. Đây là cơ hội để ông Phạm Minh Chính tống khứ đi của nợ Trương Hòa Bình cho xong. Tuy nhiên, cần phải biết ai có thể ra tay tống Trương Hòa Bình thì Phạm Minh Chính sẽ được sự ủng hộ của người đó.
người thay Trương Hòa Bình thì phải là người đang là Ủy viên Bộ Chính trị. Như tờ Thời báo.de trước đó đã đưa ra thông tin, hiện nay ứng viên sáng giá nhất thay thế cho Trương Hòa Bình, đó không ai khác chính là ông Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh lẽ ra ngồi vào chiếc ghế của ông Trương Hòa Bình để lại rồi, nhưng cuối cùng ông Bình không chịu rút đi, làm cho ông Phạm Bình Minh mất đi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bởi vì trước đó ông Phạm Bình Minh đã nhả lại chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng vì cuộc ngã giá cho chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên ngã giá xong mà không nhận được ghế thì Phạm Bình Minh cũng cay Trương Hòa Bình. Đây là hình ảnh ở hậu trường, dường như ông Trương Tấn Sang đang tìm mọi cách để cho Trương Hòa Bình ở lại. Hiện nay trong chính phủ có Lê Văn Thành, Lê Minh Khái đã ngả về phe Phạm Minh Chính. Phạm Bình Minh là người có quyền lợi ở chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực nên cũng sẽ ủng hộ Phạm Minh Chính loại Trương Hòa Bình. Còn lại Vũ Đức Đam thì trung dung không theo ai. Nếu ông Phạm Bình Minh và Phạm Minh Chính liên kết lại thì hoàn toàn có khả năng loại Trương Hòa Bình ra khỏi chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực ngay trong hội nghị Trung ương 3 sắp tới. Ngoài ra, ông Nguyễn Tân Dũng cũng sẽ chạy trọt vòng ngoài để Bộ Chính trị ủng hộ quyết định loại Trương Hòa Bình. Loại Trương Hòa Bình ra khỏi chính phủ thì Nguyễn Tân Dũng mới có thể kê gào gối ngủ nghiêng vì con của ông ta vẫn đang nằm trong chính phủ. Và còn Trương Hòa Bình ngồi đó thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ còn bị giám sát bởi cặp mắt của Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng. Kỳ hội nghị Trung ương sau là kỳ hội nghị bầu cử Quốc hội, hứa hẹn sẽ có màn đấu đá không khác gì hội nghị Trung ương 2 trước đây. Loại bỏ Trương Hòa Bình sẽ tạo cơ hội cho người khác và sẽ giúp Phạm Minh Chính củng cố quyền lực mạnh hơn nữa. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là dựa vào lý do nào để có thể loại được ông Trương Hòa Bình? Có 3 lý do để ông Phạm Minh Chính và Phạm Bình Minh loại được Trương Hòa Bình vào hội nghị Trung ương 3 sắp tới. Thứ nhất là những khuất tất trong vấn đề bằng cấp. Bản lý lịch tự khai của ông Trương Hòa Bình đều băn khoăn, thắc mắc, không hiểu tại sao lại có thể có bằng thạc sĩ luật. Từ một kỹ sư cầu đường, Trương Hòa Bình đã phủ phép biến thành thạc sĩ luật. Và từ tấm bằng thạc sĩ luật giả cày này, Trương Hòa Bình tiếp tục biến thành tiến sĩ luật. Ai cũng biết, không một quốc gia nào trên thế giới cho phép kỹ sư cầu đường đi học thạc sĩ luật. Phải là cử nhân cùng chuyên ngành mới có thể theo học thạc sĩ luật được. Và ai cũng biết, Trương Hòa Bình chưa một ngày nào làm nghiên cứu sinh tiến sĩ luật và cũng không làm nghiên cứu sinh ở bất kỳ một trường đại học nào. Ấy vậy mà Trương Hòa Bình vẫn trở thành thạc sĩ luật, tiến sĩ luật như thường. Đây là hình ảnh sau cuộc bầu cử, số phận Trương Hòa Bình càng trở nên bấp bênh. Thứ ba là vấn đề về sức khỏe. Có tin là ông Trương Hòa Bình đang bị ung thư đại tràng, ông Phạm Minh Chính cần phải có biện pháp xác minh tin tức này. Nếu đúng thì đây là lý do chính đáng để loại ông đương kim Phó Thủ tướng Thường trực ra khỏi chính phủ. Thứ ba tiếp theo, ông Trương Hòa Bình đang quá tuổi và không phải là Ủy viên Bộ Chính trị, không phải là Ủy viên Trung ương Đảng nên không đủ điều kiện để ngồi lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực. Và điều quan trọng không kém, đó là phe ông Phạm Minh Chính không được để phe sang trọng tạo ra suất đặc biệt bừa bãi để trao cho ông Trương Hòa Bình. Chưa có kỳ đấu đá nào lâu dài như nhiệm kỳ 13 của Trung ương Đảng lần này. Trò chơi vương quyền trong Đảng Cộng sản Việt Nam giờ đây không tuân thủ theo một nguyên tắc nào cả. Cứ mạnh thắng, yếu thua. Đây là cơ hội để ông Phạm Minh Chính chứng tỏ quyền lực. Nếu ông Chính không loại được Trương Hòa Bình thì điều đó cho thấy ông Phạm Minh Chính có thực lực chưa mạnh lắm. Vẫn bị thế lực già nua Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang thao túng. Và trong chính phủ mà để người của phe khác cài vào thì rất khó làm việc. Trước đây ông Nguyễn Tân Dũng đã lọc phe Nguyễn Phú Trọng ra khỏi chính phủ. Thì lần này ông Phạm Minh Chính có làm được điều đó không? Điều đó phụ thuộc vào khả năng của ông Phạm Minh Chính trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021 với bản tin bầu cử Quốc hội xong, ai sẽ định đoạt số phận Trương Hòa Bình? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.